Chào các bạn, hôm nay shop Chợ Lớn Sài Gòn sẽ giới thiệu cho các bạn là một cái mẫu xe mà chuyên dùng cho đi phố mà cao cấp luôn nha, đến từ thị trường của châu Âu luôn, với cái mã là Hyda TX, với mã là TX10 ha. Thì thường á là các mẫu xe đạp trợ lực điện nè, bây giờ là nó có muôn hình muôn vẻ luôn, rất là nhiều kiểu dáng cho tới giá thành. Nhưng mà thường á là nó sẽ đáp ứng cho các bạn mà cái nhu cầu đi hàng ngày nè. Mà bây giờ là rất là nhiều mẫu mã ha, mà shop mình á sẽ nghiên cứu và tìm hiểu những cái mẫu xe nào mà nó phù hợp cho cái người châu Á mình nè, ngồi nó dễ nè và hội tụ đủ những cái tiêu chí giống như là đi phố linh hoạt. Motor có mạnh hay không, pin có dài hay không ha. Thì đây là cái mẫu Hyda TX10 với phiên bản tiêu chuẩn thị trường của nhập khẩu châu Âu luôn. Và mình cũng sẽ nói ra cho các bạn xem coi là trên chiếc xe này nè, nó có những điểm gì hay, nó có những điểm gì thú vị ha, để cho các bạn có đáng sở hữu hay không nha. Thì đầu tiên á, mà cái chiếc xe này á, nó có những cái trang bị rất là hay, bao gồm là phuộc hành trình nha. Phuộc hành trình này thì nó sẽ giúp cho các bạn nè là có thể đi được mọi cái cung đường, từ cái đường bằng nè cho tới những cái đường gồ ghề ha. Thì cái phuộc nhúng này nó sẽ nhúng theo cái yêu cầu các bạn tùy chỉnh được luôn. Thì thường là những cái mẫu xe mà loại thường á, nó ít trang bị được cái phụ kiện này lắm. Đa phần là nó chỉ có một là nó đơ như vậy, hai là nó xuống như vậy thôi. Còn cái này nè, nó xuống như vậy luôn, gọi là nó xoay nửa vòng luôn, thì cho các bạn thoải mái hơn ha. Và cái tính năng mà an toàn thứ hai nữa là thường mà các bạn đi đêm nha, là phải có đèn pha, xe trang bị đèn pha cho các bạn luôn. Để mình bật lên cho các bạn xem luôn. Đâu phải là mình lúc nào mình cũng phải đi buổi sáng nha, mà đi ban đêm là phải có đèn pha, có luôn cả đèn stop đằng sau luôn, cho mọi người mà có thể thấy mình mà khi mà mình đi ha. Bóp thắng là lên luôn, bóp thắng là lên luôn, là đúng là tiêu chuẩn an toàn ha. Và cái tiếp đến là sở hữu một cái tay lái này thì rất là dễ dàng di chuyển trên phố nè, thoải mái luôn ha. Phong cách Nhật Bản. Mà trên cái chiếc xe này của nó đi, để các bạn có thể thấy ha, đầy đủ mọi tính năng, bao gồm nó có cả tay vít ga cho các bạn đi thuần điện nè, có luôn cấp độ số cho các bạn đạp cơ thoải mái nè. Màn hình thì LCD á, siêu mỏng, hiển thị đầy đủ mọi cái thông tin, nhưng mà kháng nước cực kỳ là cao nha, theo tiêu chuẩn của quốc tế luôn. Có luôn cả còi tay cho các bạn tùy chỉnh nè, có cụm nút nguồn này nè, bao gồm là bật thông tin lên cho các bạn xem mọi thứ luôn nha. Thì cái chiếc xe này nó hướng tới cho các bạn á, mà dùng để đi phố hàng ngày á, nên hãng á, nó trang bị cho chúng ta là cái bộ bánh 27.5 X2.10, mà đặc biệt là những cái căm thép này là rất là chắc chắn nha, cho các bạn bền bỉ theo thời gian nè. Và cái thứ hai là các bạn có quyết định hay không là cái xe này có nhẹ hay không. Thì mình nói luôn, cái xe này nó rất là nhẹ nha, vì nó được làm theo khung chuẩn nhôm aluminium 6061, cho cái trọng lượng của chiếc xe này nó siêu nhẹ luôn. Nhưng mà chịu tải trọng là cực kỳ là cao ha, cho các bạn có thể chở đôi được nè, chở hàng hóa thoải mái luôn. Và tiếp đến, chiếc xe này là nó phù hợp với cái thị trường châu Á mình luôn nha. Nè các bạn có thể thấy mình tầm 1m7 thôi mà cái yên này nè, khi mà nó xuống đây nó còn xuống dưới cái hông mình nữa. Thì nên á là các bạn nào mà tầm 1m6 thôi là ngồi được. Mà đặc biệt cái chiếc này á, nó hướng tới cho cái người nữ sử dụng nó dễ dàng hơn. Chỉ cần leo qua nhẹ nhàng thôi, ấn một cái lên thôi, nó thoải mái, nó sẽ phù hợp cho bạn nữ sử dụng mọi trang phục nè. Các cô chú lớn tuổi, chân đau có thể leo lên một cách dễ dàng nè, hoặc là nam mình đi vẫn sang trọng và thời trang nha. Rồi cái điểm tiếp đến là các bạn có thể quyết định hay không nữa nè, là motor. Motor có mạnh hay không, mà đến từ hãng nào. Thì motor này mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Motor này thì là một cái motor 500W, đến từ thương hiệu Bafan, rất là nổi tiếng. Và cái motor này nó còn một điểm rất là đặc biệt nữa là có thể chuyển đổi từ 500W lên tới 750W khi mà các bạn mà dùng với tốc độ mà gọi là maximum của chiếc xe ha. Cái motor này nó chuyển đổi lên cho các bạn thì các bạn sẽ đi được cái vận tốc là rất là thoải mái hơn và êm ái hơn nữa. Và ngoài cái tính năng mà đi điện rồi thì mình phải đạp cơ đó chứ, thôi chứ đâu phải lúc nào mà mình cũng phải đi điện không đâu. Nên hãng nó trang bị cho chúng ta nè 7 cấp độ lift,
cho các bạn đạp cơ từ nhẹ cho tới thấp là hoàn toàn thoải mái luôn. Đến từ thương hiệu LRU A5, sở hữu bộ sên líp tự bôi trơn luôn nha. Các bạn không có cần tra dầu vô hết. Và đặc biệt á, là cái giò đĩa đạp của nó ha, bằng kim loại hoàn toàn luôn, thì nó sẽ bền bỉ theo thời gian nha. Đó là những cái tính năng chính. Và còn cái tính năng thứ hai là để các bạn có quyết định hay không ha. Thì nhiều bạn á, hỏi mình là một chiếc xe này á, thấy nó vậy thôi mà nó đi dài không? Thì mình sẽ nói cho các bạn luôn. Thì chiếc xe này nè, nó sở hữu cho chúng ta là một cái quả pin lithium 48V 15.6 nằm âm hẳn trong sườn luôn. Mà đặc biệt là nó có tiêu chuẩn là nhập khẩu thị trường quốc tế luôn ha. Có những cái tem nè và có những cái thông số nè, cực kỳ là chuẩn xác luôn, 15.6Ah ha. Thì đối với một cái cục pin lithium này nè, mà các bạn mà dùng nhiều kiểu lắm. Ví dụ như mình sẽ nói đầu tiên là các bạn đi bằng thuần điện đi. Thì nếu mà thuần điện đối với một cái cục pin đầy á, các bạn có thể đi được từ 50 cây số cho tới 60 cây số. Mà các bạn đi bằng cái tính năng chính của chiếc xe á, là đi bằng trợ lực điện ha, thì có thể là lên được tới cả 100 cây số luôn. Nhưng mà thời gian sạc của chiếc này thì nó quá là nhanh, tầm 5 tới 6 giờ là đầy thôi. Và chiếc xe này nó còn lưu động cho các bạn nữa, là pin á không phải là lúc nào cũng là sạc trực tiếp trên xe, có thể mang ra ngoài sạc bất cứ đâu cũng được, quá là tiện. Và ngoài ra, khi các bạn mà mua chiếc xe này bên shop mình là các bạn sẽ được tặng những cái phụ kiện mà gọi là rất là hay luôn nha và đáng giá nha. Đầu tiên là một cái ba ga chính hãng, chịu tải trọng cực kỳ là cao, cho các bạn chở đồ, chở người thoải mái luôn. Và cặp dè chắn bùn chính hãng luôn, nhựa ABS trước và sau, sẽ dành tặng cho các bạn nào mà sở hữu cái dòng xe mà Hyundai TX10 này ha. Thì mình đã nêu ra là mọi cái điểm mà đáng giá trên chiếc xe ha, bao gồm là nó có khung sườn nhôm aluminium nè. Thứ hai là pin siêu to 48V 15.6 nè. Motor thì là thương hiệu nổi tiếng, 3 fan mà 500W chuyển đổi được lên 750W luôn ha. Tay lái thì quá đẹp, màn hình thì là LCD. Màn hình thì là LCD chống nước kháng nước cực kỳ là tốt nha. Và bây giờ test cho các bạn xem coi cái công suất coi nó mạnh cái cỡ nào nha, cho các bạn xem luôn và có một cái nhìn cho chiếc xe này nha. Thương hiệu motor 3 fan thì nó thiên về tốc độ nè, độ bền bỉ và tốc độ cực kỳ cao, êm ái nha. Chiếc xe này đạt vận tốc lên tới gần 58 km/h nha các bạn. Đang hùng cục nè mà các bạn có thể thấy mà nó lên rất là cao nha, rất là êm ái. Hệ thống phanh dĩa là hoạt động cực kỳ là tốt luôn đó, rất là xịn luôn ha. Bao gồm nè, nó có luôn cả phuộc nhúng hành trình, pin lithium 48V 15.6 nè, motor siêu xịn, khung sườn thì quá đẹp, mà một cái màu trắng ngọc trai này thì nói chung là rất là tinh tế thời trang. Một chiếc xe hội tụ đủ một những cái phụ kiện mà gọi là xịn sò nhất hiện nay ha. Một chiếc xe tinh tế đến từ thị trường châu Âu ha. Thì các bạn nào mà đang tìm kiếm một cái mẫu xe mà dùng để đi hàng ngày mà nó phải cao cấp nè, nó có đầy đủ những cái tính năng nè, thì các bạn có thể xem thêm về cái thương hiệu Hyundai TX10 này để có thể là sở hữu em nó và dùng đi lại hàng ngày ha. Thì để biết thêm chi tiết á, các bạn nhớ truy cập vào website chợlớnsaigon.vn. Thì mọi thông tin của chiếc xe này shop mình đều đã để lên trên website. Và các bạn có thể là truy cập vào cái website chính của dòng xe này để xem thêm cái thông tin chuẩn của chiếc xe này ha. Thì nếu các bạn thấy video của shop mình hay á, thì các bạn nhớ ấn nút thích và nút chia sẻ ha. Và nhớ đăng ký kênh, ấn cái nút chuông kế bên luôn, để luôn cập nhật những video mà shop mình sẽ cập nhật trong thời gian tới cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.